phật tử đại bồ tát phát mười thứ tâm không hạ liệt những gì là mười phật tử đại bồ tát nghĩ như vậy tôi sẽ hàng phục tất cả thiên ma và quyến thuộc của chúng đó là tâm không hạ liệt thứ nhất lại nghĩ như vậy tôi sẽ phá tất cả ngoại đạo và tà pháp của họ đó là tâm không hạ liệt thứ hai lại nghĩ như vậy tôi sẽ ở nơi tất cả chúng sinh khéo dùng lời khai thị ví dụ đều khiến cho họ hoan hỉ đó là tâm không hạ liệt thứ ba lại nghĩ như vậy Tôi sẽ thành tựu viên mãn khắp pháp giới tất cả hạnh ba la mật, đó là tâm không hạ liệt thứ tư, lại nghĩ như vậy, tôi sẽ tích tập tất cả phước đức tạm, đó là tâm không hạ liệt thứ năm, lại nghĩ như vậy, vô thượng bồ đề rộng lớn khó thành, tôi sẽ tu hành đều khiến cho viên mãn, đó là tâm không hạ liệt thứ sáu. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ dùng vô thượng giáo hóa vô thượng điều phục để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh đó là tâm không hạ liệt thứ bảy lại nghĩ như vậy tất cả thế giới đủ thứ sự khác nhau tôi sẽ dùng vô lượng thân thành đẳng tránh giác đó là tâm không hạ liệt thứ tám lại nghĩ như vậy khi tôi tu hạnh bồ tát nếu có chúng sinh đến chỗ tôi xin tay chân tai mũi máu thịt xương cốt vợ con voi ngựa cho đến ngôi vua tất cả như vậy tôi đều xả được không sinh một niệm tâm lo lắng hối tiếc chỉ vì lợi ích tất cả chúng sinh chẳng cầu quả báo dùng đại đi làm đầu đại từ rốt giáo đó là tâm không hạ liệt thứ chín lại nghĩ như vậy ba đời hết thảy tất cả chư phật tất cả Phật Pháp, tất cả chúng sinh, tất cả cõi nước, tất cả thế gian, tất cả ba đời, tất cả cõi hư không, tất cả Pháp giới, tất cả cõi, lời lẽ thi thiết, tất cả cõi niết bàn tịch diệt, đủ thứ tất cả các Pháp như vậy. Tôi sẽ dùng một niệm họa tương ưng, đều biết, đều giác, đều thấy, đều chứng, đều tu, đều dứt nhưng ở trong đó không có sự phân biệt, lìa phân biệt, không có đủ thứ sự khác biệt, không công đức, không cảnh giới, chẳng có chẳng không, chẳng một chẳng hai, dùng trí không hai biết tất cả hai, dùng trí vô tướng biết tất cả tướng, dùng trí không phân biệt biết tất cả sự phân biệt, dùng trí không khác biết tất cả khác nhau, dùng trí không khác biệt biết tất cả sự khác biệt, dùng trí không thế gian biết tất cả thế gian dùng trí không đời biết tất cả đời, dùng trí không chúng sinh biết tất cả chúng sinh, dùng trí không chấp trước biết tất cả sự chấp trước, dùng trí không trụ xứ biết tất cả trụ xứ, dùng trí không tạp nhiễm biết tất cả tạp nhiễm, dùng trí vô tận biết tất cả tận, dùng trí rốt giáo pháp giới nơi tất cả thế giới thị hiện thân dùng trí lìa tiếng nói, thị hiện bất khả thuyết tiếng nói, dùng trí một tự tánh vào nơi không tự tánh, dùng trí một cảnh giới hiện đủ thứ cảnh giới, biết tất cả pháp không thể nói mà hiện đại tự tại lời nói chứng bật nhất thiết trí vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh nơi tất cả thế gian thị hiện đại thần thông biến hóa đó là tâm không hạ liệt thứ mười phật tử đó là đại bồ tát phát mười thứ tâm không hạ liệt nếu các bồ tát an trụ tâm này thì sẽ đắc được tất cả Phật pháp tối thượng không hạ liệt